Hello, hôm nay mình muốn nói về một vấn đề rất là quan trọng ở trong QT và QML, đó là làm sao tương tác giữa QML và C cộng cộng. Thì cái pattern bình thường mình sẽ làm đó là QML chỉ làm những cái liên quan đến giao diện thôi, còn tất cả những cái hoạt động xung quanh và những hoạt động mà cần xử lý nặng đó, thì mình sẽ đẩy xuống C cộng cộng backend. QT thì có cung cấp cho mình rất là nhiều cách để tương tác giữa QML và C cộng cộng. Thì bữa nay mình sẽ đi qua một cách gọi là tiêu chuẩn của QT. Đó là mình sẽ tạo một cái QML component. Ở đây người ta để ví dụ tên là backend và toàn bộ code của cái component QML backend này sẽ được viết ở trên C cộng cộng và mình sẽ dùng những cái macro của Qt cung cấp, đó là qproperty rồi signal này kia, để mình có thể tương tác qua lại giữa QML và C cộng cộng. Thì lát nữa mình sẽ để cái link này ở trong dưới phần bình luận thì các bạn có thể tự vô coi. Thì cái ví dụ này mình thấy nó khá là ngắn, nên bữa nay mình sẽ làm một cái ví dụ dài hơn và code chung với các bạn để cho nó dễ hiểu hơn. Thì ví dụ mình muốn làm ở đây cũng khá là đơn giản, đó là mình sẽ tạo một cái trang đăng nhập có hai cái ô text field là username với password, một cái nút sign và một cái thanh status. Xong khi mà mình điền username với password đúng, mình bấm login đó, thì nó sẽ trả ra một cái trang, một cái component mới là báo là login success và có một cái nút sao để nó quay về cái trang này. Thì cái ví dụ này nó chỉ là kéo dài hơn cái ví dụ của QT ở đây, tại mình thấy nó ngắn quá nên giờ mình kiểu làm nó dài dòng ra cho các bạn dễ hiểu hơn. Ok, thì bây giờ bắt đầu ha. Mình sẽ tạo một cái project mới, mình tạo một cái QT Quick Project Empty. Đặt tên là YouTube Integrating QT đi. Rồi. Service System QMake QT6. Rồi. Compiler cứ next thôi. Ok. Sau khi tạo được cái project xong, chạy thử nè. Có vấn đề gì không? Ok. Lên được một trang trống trơn. Vậy bây giờ cái mình sẽ làm đầu tiên á, là mình dựng cái giao diện đơn giản này trước ở trên Qt ha. Thì để cho nhanh đó, thì mình sẽ sử dụng toàn bộ cái component có sẵn trong Qt Quick Control cho nó lẹ. Thì đầu tiên cái này mình sẽ tạo một cái component ở ngoài, một cái layout ở ngoài tên là column đi. Rồi mình muốn cái column này nó luôn luôn nằm giữa, nên mình sẽ dùng anchor center in và mình để cái center in parent, tức là mình sẽ tạo một cái column nó luôn luôn nằm ở giữa cái khung ngoài của nó ở đây. Rồi bây giờ trong cái này thì mình sẽ tạo cái ô đầu tiên, cái ô input đầu tiên là text field, ID mình sẽ đặt là username input và cái text placeholder text chứ, mình sẽ để là username. Rồi bây giờ coi ra gì nhé, đó là mình có được cái username đầu tiên, nó luôn luôn nằm giữa cái màn hình này, mình có kéo ra kéo vô thì nó vẫn luôn luôn nằm giữa à. Rồi mình bắt đầu thêm thôi, thêm một cái text field tiếp tục, mình để ID là password input đi, placeholder text password. Ok, lấy lại nào. Ok, giờ mình có thêm một cái ô là password. Nhưng mà cái này bạn có thể thấy là mình gõ password nó ra hết thì cũng không đúng lắm. Thì cái text field component này mình có sạch sẵn nè. Thì nó có một cái gọi là echo mode. Tức là khi mà mình gõ vô thì nó sẽ echo ra lại màn hình đó. Nó có cái mode là echo password này thì nó sẽ tự động nó chuyển mấy cái input của mình thành dấu sao. Thì giờ mình sẽ thêm cái echo mode này vô, text input mode là password đó. Rồi giờ thử lại nhé. Rồi
giờ nó thành sao nè, còn này header bình thường nè. Ok, giờ tiếp tục mình muốn có như cái thiết kế của mình là mình có một cái muốn có một cái nút tên là sign in button. Mình muốn có cái tag hiện trên này là sign in. Rồi. Xong rồi mình muốn có một cái tags ở đây thì mình để là một cái label đi. Rồi mình để tags là status. Rồi. Ok, giờ nó có một cái trang nhìn thì hơi xấu đó. Ok, bây giờ mình cho nó spacing ra chút xíu đi, 10 pixel để cho nó giãn giãn ra. Còn cái nút button này hơi nhỏ thì mình chỉnh width lại nha. Ví dụ chiều ngang 200, chiều cao 80 đi. Còn cái text status này thêm 2 chấm đi thử. Rồi, giờ nhìn lại coi nó khác khác gì không? Ok. Nhìn cũng cũng vui. Rồi, bây giờ mình thấy cái username này mình nó khác cái chiều rộng của cái này nên thôi mình để thêm một cái là width vào đây. Baron.width. Tức là cái chiều dài của cái ô text field này nó sẽ đi theo cái width của Baron. Thì hy vọng là nó tràn ra hết. Rồi, ok, tràn ra hết rồi đó. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng là mình lấy input của cái nút sign in này. Thì khi mà mình nhấn sign in á, thì sẽ có rất là nhiều signal được đẩy ra, thì trong đó có một cái signal tên là on click, là lúc mình được nhấn á. Thì là mình lóc ra thử coi. Click ghi là button is click đi chẳng hạn gì. Rồi thử lại nào. Đó, giờ các bạn có thấy khi mình bấm thì nó cái ô function callback on click này nó được gọi. Rồi bây giờ mình muốn là khi mà mình bấm sign in á thì password nó sẽ check này kia, xong sau đó nó trả ra cái trang login với sign out này. Thì bây giờ mình chưa có làm phần backend C cộng cộng nên bây giờ mình sẽ làm một cái gì đó kiểu để cho nó chuyển qua cái trang này được. Thì thông thường thì mình sẽ làm thành nhiều trang, nhiều cái component khác nhau. Ở đây cho dễ thì mình sẽ làm chung hết trên một trang QML. Thì bây giờ mình bấm sign in đúng không? Thì nó sẽ có hai cái status là sign in success hoặc là sign in fail gì đó. Thì mình mô phỏng cái trạng thái đó trước đi bằng một cái property type là bool và tên là e sign in là đã được sign in chưa? Thì default value sẽ là false. Thì mình muốn là khi mà cái ESA này là false nè thì nguyên cái column này nó được hiện, thì mình để visible ở đây sẽ là ESA inverse của ESA, tức là khi mà cái này false thì chỗ này inverse là true đúng không, thì nó sẽ visible. Còn khi mà nó kiểu nó ở đây mình tạo thêm một cái column ha. Rồi khi khi mà mình mà sign được rồi qua trang này á thì cái này nó sẽ là bị ẩn đi rồi, thì mình muốn lên một cái column mới. Thì trong cái column này mình sẽ hiện một cái label, mình ghi luôn là text ở đây là sign success đi. Rồi sau mình có thêm một cái button đó là sign out button text, mình muốn ở đây là sign out. Và mình muốn là khi mà mình bấm cái này á thì nó quay về cái trang này. Thì cái việc mình cần làm duy nhất ở đây á là mình cần đổi cái property size này về thành false thôi là nó sẽ quay về đúng không? Thì bây giờ mình cần set cái value này. Ok, thì để set cái value này thì cái window ngoài cùng mình cũng phải đặt cho nó một cái ID thì mình mới là set được. Mình để ở đây là ID chấm nào. Chấm chấm gì đó, e-sign sẽ bằng false, còn chỗ này on click thì e-sign no true, chấm e-sign sẽ bằng true. Cái nút này thì mình để y chang cái này đi, chiều rộng chiều dài. Rồi giờ mình bấm sign đó, nó qua nó sẽ ghi sign success với có nút sao nè, bấm thì nó quay về. Ok, đúng rồi đó, đúng idea rồi đó. Còn cái này nó không có vô giữa thì mình phải thêm anchor
center in error là nó sẽ vô giữa thôi. Ok, vậy là mình có một cái gì đó khá là cơ bản theo cái giao diện mà mình muốn là ok rồi. Bây giờ mình sẽ viết thử một cái component của KML tên là backend nhé, để chứa những cái hoạt động liên quan đến việc đăng nhập này. Ví dụ như mình muốn điền cái user là YouTube, password là YouTube vô, mình bấm sign in thì cái thông tin user với password đó, nó sẽ được gửi về cái component backend này, và cái việc mà đăng nhập rồi xác thực user đó sẽ được làm ở đây. Giờ mình sẽ viết thử ha. Để viết cho nhanh thì mình sẽ viết một file header thôi, tại code cũng ngắn nên file header thôi chứ không tách thành hai file làm gì cho nó lâu. Giờ mình để file name tên là backend đi ha. Ok rồi, thì để mà cái component này nó được email nhận thì lúc nào mình cũng phải thừa hưởng từ key object hết, nên đầu tiên mình lưu key object nha. Key object rồi bây giờ mình đặt một cái tạo một cái class tên là backend public thừa hưởng từ key object. Rồi thì để mà xài được key object đó thì mình cần cái từ cái macro key object lúc nào bắt buộc cũng phải có hết. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái class constructor ở đây giống như cái này luôn, copy qua thôi. Rồi ok, viết hơi khác. Rồi bây giờ mình muốn á là mình login được đúng không, thì mình tưởng tượng là mình sẽ có một cái hàm là login, thì mình có cái hàm là login nè, rồi mình nhận vô là user name và mình nhận vô là password. Thì khi mình login được á, thì nó sẽ trả về hai cái signals để trên QML biết là mình login success hay là login fail. Thì mình đặt tên signal là login success nhé. Rồi và mình đặt tên signal là login fail. Rồi đó, cơ bản là vậy. Thì khi bây giờ trên QML mình chỉ cần gọi là login nè, rồi cỡ đoạn có C cộng cộng này nó sẽ xử lý bla bla gì đó và nó trả về là login có success không hay là login fail. Thì từ hai cái status này mình sẽ dùng nó để chuyển trang, đơn giản vậy thôi. Rồi nhưng mà vấn đề là bây giờ mình cần phải nhận thêm username, ok password. Rồi còn giờ còn cái status nè, thì cái status này mình muốn set được lên á, thì mình phải dùng cái chức năng gọi là Q property ở đây nè. Mình phải định nghĩa một cái Q property để có thể mà cái property này có thể được nhìn thấy ở trên QML. Thì bây giờ mình cũng làm giống như hướng dẫn thôi. Q property Q property thì trong Q property này nó có ba cái từ khóa chính: read, write, notify. Thì read là để khi mail read nè, còn khi mà mình gán một cái giá trị đây gì đó trên khi mail á, thì nó sẽ gọi cái hàm write. Rồi khi mà có sự thay đổi gì đó thì cái hàm notify này được khi mail gọi nè, thì nó gọi về đúng cái controller này của mình. Thì bây giờ mình cần cái status đúng không? Thì bây giờ mình đặt tên cái Q property này tên status đi. Rồi cái hàm read của nó sẽ là status, hàm write của nó sẽ là sysstatus, notify của nó sẽ là status change, status bị đổi. Thì cái này về cái phần ở đây nè, các bạn muốn ghi gì cũng được, miễn là các bạn nhớ rồi lên QML xài tương tự thôi. Thì bây giờ việc của mình là mình phải định nghĩa ba cái hàm này, read status nè, set status nè, status change. Thì read status ở đây thì cái status của mình là một cái Q string đúng không?
Thì ở phần public nhé, tại cái này phải export cho KML nên phải biết ở public hết nhé. Thì mình có một cái hàm keystring này, hàm tên read là status này. Rồi cái này nó phải trả về một cái const, lúc nào lên KML cũng trả về const hết. Đó, thế là xong một cái hàm. Ok, viết header trước đi hiểu. Rồi set status thì mặc định set status sẽ là không trả về gì hết đúng không? Thì nó là void set status, và cái status của mình là qstring thì mình sẽ nhận vô một cái qstring const status. Rồi, và mình cần cái signal là status chain. Rồi, status chain. Ok, bây giờ thì để set status đó, thì cái class backend cũng này của mình đó, nó phải có cái biến status nó nằm ở đâu, đó, hoặc là truyền vô cái class này. Thì ở đây mình khai báo luôn một cái biến private qstring làm status nhé. Rồi, có rồi. Rồi bây giờ bắt đầu viết nè. Thì mình viết cái hàm, hai hàm này trước ha. Thì qstring status thì nó sẽ trả về cái em status này. Mình return em status. Ok, còn set status thì cái pattern của Qt nó sẽ hay viết kiểu là kiểm tra cái em status này có bằng những cái status không. Nếu mà bằng á, thì giống nhau rồi chả cần phải set làm gì nên return luôn. Còn nếu mà nó khác nhau á, thì mình sẽ set lại giá trị của em status bằng status, xong sau đó mình lại đến một cái signal là status change. Đó, cái này là một cái pattern khá là cơ bản của Qt. Rồi, thế là xong hai hàm liên quan đến status. Bây giờ đến cái phần quan trọng nhất là login nè. Thì cái login này mình làm một cái hardcode thôi ha, đơn giản. Ví dụ mình muốn username của mình là bằng 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 YouTube đi. Rồi thì này cái password của mình bằng bằng YouTube luôn. Thì mình sẽ báo là login success. Còn không á, thì mình sẽ báo là login fail. Đó. Rồi khi mà login fail á, thì mình muốn mình báo cái status gì đó lên trên kia. Ví dụ mình báo ở đây mình báo một cái status là username hoặc password is not correct thì kiểu vậy. Rồi. Thế là xong một cái component backend đơn giản để mà mình có thể nói chuyện với lại QML. Thì mình có thể format nó không phát nhỉ. Mình bấm Ctrl A nè, rồi bấm Ctrl Y ngắn nè. Tự động nó format code. Rồi. Bây giờ mình đã viết xong một cái backend khá là ngu nhưng mà thôi. Nó hiệu quả, nó dễ hiểu cho cái ví dụ này. Rồi, bây giờ công việc tiếp theo á, là mình cần khai báo cái component backend này cho QML để QML có thể hiểu. Thì có hai cách. Cách đầu tiên á, đó là mình dùng cái file chấm pro này nè, là cái file khai báo tất cả config liên quan của Qt á. Để mà file để mà cái trình biên dịch trước khi compile QMS nó đọc cái file này để nó hiểu là nó cần bỏ cái gì, đọc cái gì trước lên trên QML. Và những cái setting khác nữa thì mình có thể khai báo giống kiểu này. Nhưng mà mình có làm thử theo cái này. Cái này là từ Qt 5.19 hoặc là Qt 6 mới có, thì mình thấy là lúc được lúc không. Nên mình quay về một cái cách cũ hơn mình hay làm hồi xưa. Đó là mình dùng mình không khai báo ở đây mà mình đăng ký trực tiếp nó ở trong file main luôn. Thì để đăng ký cái ứng dụng này á, thì mình có thể dùng là QML register type. Đây là cái hàm register type. Thì cái hàm này nó sẽ giúp đăng ký các cái component của C cộng cộng lên trên QML, miễn là nó là một thằng subclass từ QObject. Ok. À quên,
Bây giờ mình phải improve cái file header của mình vô trước để có cái class backend ha. Thì mình sẽ register type backend với cái tên của cái KML module mình ở đây sẽ là điện tử lụi chấm backend đi. Version major là 1, còn version manner là 0. Còn tên trong KML sẽ là backend. Đó. Register type. Hình như hồi nãy mình viết lộn. Ngồi đúng rồi mà. Viết đúng rồi mà. Neuron conversion. À, cái major này nó phải là số in. À, mình viết thành string nên là nó báo lỗi. Rồi, format code lại. Ok. Bây giờ thì mình sẽ run QML một cái nhé. Để thằng QML register type này nè là do thằng QML nó interpret ra lúc chưa compile á, để nó có thể gắn cái để nó có thể phát hiện cái backend này ở bên QML. Rồi coi như giờ là mình register xong rồi đó. Bây giờ mình qua main.qml nè. Mình sẽ import cái module backend của mình vô. Thì hồi nãy mình vừa khai báo nó là điện tử lụi.backend version 1.0. Đó, giờ không báo lỗi gì nữa, tức là nhận được rồi đó. Thì mình vô component root của mình là Windows ha. Mình khai báo một cái backend. Đó, mình để ID là my backend đi. Đó. Ok, thì mình có backend rồi nè. Thì bây giờ cái chỗ hồi nãy sign button nè, thì thay vì là gọi cái biến isign đúng không, thì giờ mình comment nó đi, mình gọi backend của mình my backend login. À, login chưa thấy ở đây. Lý do là cái hàm backend này nè, nó QML không có nghĩ nó có thể được gọi từ QML. Thì để mà nó được gọi mình phải thêm một cái từ khóa nữa là QInvocable. Thì bên QML mới hiểu là cái hàm login này được quyền gọi từ QML ha. Mình chạy lên QML lại. Main. Rồi, bây giờ mình coi lại nhé, coi nó có gợi ý chưa. À, chưa luôn. Nhưng mà chắc là được rồi đó. Ok. Thì bây giờ login vô thì mình phải điền username với password đúng không? Thì mình sẽ lấy cái text value của hai thằng text field này bỏ vô thôi. Username này, text này. Rồi password input.text này. Thì khi mà mình gọi cái hàm login này á, thì cái backend của mình nó sẽ trả về ở một trong hai signal là login success hay là login fail. Thì trên này mình có thể login success hoặc là on login fail, phải không ta? Login fail không có ID, không có ED. Login fail. Rồi console.log thử. Login success. Rồi console.log. Login fail. Vậy bây giờ success thì mình muốn làm gì? Success thì mình muốn set cái .ic làm chủ. Còn on login fail thì mình muốn set cái ic làm false. Đơn giản vậy thôi. Ok. Mình nghĩ là đủ rồi đó. Giờ mình chạy thử ha. Sao lại không được thế nhỉ? Undefined reference to backend object. Tại nãy mình lừa, mình chỉ viết file header thôi. Thì cái này mình mới khai báo cái constructor, chứ mình chưa có implement. Mình chưa có implement gì cái constructor này hết, nên nó báo lỗi, không có cái phần implementation. Bây giờ thì mình sẽ implement nó luôn. Thì mình chỉ cần truyền cái queue object
parent vô là được. Lý do là thằng nào gọi nó, thí dụ từ khi mail hay từ C cộng cộng thì đều phải truyền cái key object này vô cho nó để làm parent là xong. Còn nội dung ở trong constructor này thì hiện tại mình chưa cần làm gì nên mình để trống. Bình thường thì mình sẽ hay set mấy cái private variable này, default value của nó ở đây, hay là init một vài cái service gì đó. Anyway, compile lại nào. Ok, lên rồi. Bây giờ mình thử happy case đi, tức là mình điền YouTube sign. Ok, sign được rồi, giờ sao? Bây giờ mình để một cái tên là lạ đi. Sign in. À đúng rồi, không sign in được. Thấy hợp lý rồi đó, nhưng mà status nó chưa có đổi. Main.qml. À, tại ngay cái phần status thì mình vẫn đang để status mà. Bây giờ mình cần chuyển cái status vô từ backend của mình thì mình dùng my-backend.status. Ủa, đúng rồi, chấm status. Thử lại nhé. Rồi, bây giờ điền lại gì đó. Ok, username password is not correct. Giờ điền đúng nè. Send. Ok, ngon, save. Ồ, cái này lúc send sign out thì cái này nó vẫn còn nhìn ugly quá nhỉ. Thì mình có thể thêm cho nó một cái ID đi. Status label. Xong mình muốn là khi mà mình login success á, thì mình set cái status label này về bằng null. Chấm chấm text. À no, không được, mình phải set cái my-backend.status bằng empty đi. Ok, thì đặng khi này lúc mà login fail success gì đó xong thì à lúc này thì nó xóa luôn rồi. Cái này không được nha. Ok, giờ login vô nè, YouTube, send, sale, rồi, mất rồi, send, sale, mất cái status rồi, chỉ khi nào gõ sai, status mới hiện lên. Nhìn cũng ok hơn rồi đó. Rồi, vậy mình kết thúc tại đây nhé. Thì qua video này thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách khá là tiêu chuẩn để tương tác giữa QML và C cộng cộng. Đó là tạo một cái QML component từ C cộng cộng code thông qua việc là mình thừa hưởng cái key object và mình đăng ký cái class này với lại QML thông qua cái hàm QML register type. Rồi video kết thúc tại đây. Hy vọng lần tới thì mình sẽ thêm vài cách nữa. Hôm nay tới đây thôi. Bye.